Một lúc lâu, đôi bạn lang thang qua các khu rừng. Họ nằm xuống đất rất lâu nhưng không ngủ được. Thiện Hữu Gạn hỏi bạn nhiều lần tại sao Thất Đạt không muốn theo lời dạy của Đức Phật. Chàng đã thấy khuyết điểm gì trong lời dạy ấy? Nhưng mỗi lần hỏi, Thất Đạt đều khoát tay. Bạn hãy bình tĩnh. Lời dạy của Đấng Giác Ngộ rất hay. Làm sao tôi có thể tìm ra khuyết điểm trong đó? Sáng sớm, một đồ đệ của Đức Phật, một trong những vị tỳ kheo già nhất, đi khắp khu rừng và triệu tập tất cả những đồ đệ mới phát nguyện để khoác cho họ chiếc áo vàng và dặn dò những lời chỉ giáo đầu tiên và phận sự của họ. Khi ấy, Thiện Hữu chạy đến hôn người bạn của chàng từ thời thơ ấu và khoác chiếc áo tăng lữ đầu tiên. Tất Đạt đi lang thang trong khu rừng để trí chìm đắm trong suy tư. Ở đó chàng gặp Cồ Đàm, Đấng Giác Ngộ. Và khi chàng kính cẩn chào Ngài và thấy nét mặt Phật đầy thiện đức và bình an, chàng thu hết can đảm, xin phép được nói chuyện cùng Ngài. Đấng Giác Ngộ lặng lẽ gật đầu. Tất Đạt nói: Bạch Đấng Đại Giác, hôm qua tôi đã hân hạnh được nghe những lời chỉ giáo tuyệt vời của Ngài. Tôi từ xa đến với bạn tôi để nghe Ngài, và bây giờ bạn tôi sẽ ở lại với Ngài. Bạn tôi đã thề theo Ngài. Còn tôi vẫn lại tiếp tục cuộc hành trình. Ngươi cứ tự tiện, Đấng Giác Ngộ ôn tồn đáp. Tất Đạt tiếp lời: Có lẽ những lời của tôi quá táo bạo, nhưng tôi không muốn từ giả Đấng Giác Ngộ mà không thành tâm trình bày cùng Ngài những thiện ý của tôi. Ngài có thể nghe tôi hầu chuyện một lúc được không? Đức Phật lại lặng lẽ gật đầu. Tất Đạt nói: Hỡi Đấng Giác Ngộ, trước hết tôi rất tán phục những điều Ngài dạy bảo. Mọi sự đều được chứng minh đầy đủ rõ ràng. Ngài trình bày thế giới như một sợi dây xích liên tục không dứt đoạn, một sợi dây xích bất tuyệt nối liền nhau bởi nhân và quả. Chưa bao giờ vũ trụ được trình bày rõ ràng như vậy và chứng minh một cách khúc chiết như vậy. Chắc hẳn mọi người Bà La Môn phải giật mình kinh hãi khi nghe qua những lời dạy của Ngài. Họ nhìn thấy vũ trụ hoàn toàn mật thiết với nhau đến không có một lỗ hổng, trong suốt như pha lê, không phụ thuộc mây rủi, không phụ thuộc thần linh. Thế giới tốt hay xấu, sự sống tự nó là đau khổ hay khoái lạc, sự sống bất trắc hay không, điều này không quan trọng, nhưng sự nhất thể của thế giới, lẽ tương quan tương liên của mọi sự vật, lớn nhỏ bao gồm nhau, sinh thành bao gồm trong quỷ diệt. Những điều Ngài dạy thật sáng rạng phân minh. Nhưng theo những lời dạy ấy, sự nhất tính và liên tục hợp lý của mọi sự có một chỗ hở. Qua khe hở nhỏ đó, một cái gì lạ lùng bỗng tuôn tràn vào trong thế giới nhất thể này. Một cái gì mới mẻ, một cái gì không có ở đó trước kia và không thể chứng minh hay chứng nghiệm được. Đó là thuyết của Ngài về sự vươn lên trên thế giới, thuyết cứu độ. Với khe hở nhỏ này, chỗ gián đoạn bé bỏng ấy, dù sao luật vũ trụ duy nhất không tiền khoáng hậu lại bị sụp đổ. À, xin Ngài tha thứ nếu tôi đưa ra sự đối chất này. Đức Cồ Đàm đã lắng nghe lặng lẽ bất động, và Ngài cất một giọng nhã nhặn trong sáng: Ngươi đã khá nghe những lời giảng dạy, hỡi người thanh niên Bà La Môn, và thật quý quá, ngươi đã nghĩ sâu xa về những lời ấy. Ngươi đã tìm thấy một khuyết điểm. Hãy nghĩ kỹ lại về điều đó. Ta chỉ khuyên ngươi, một người khao khát hiểu biết, hãy tránh xa rừng quan niệm và sự xung đột giữa các danh từ. Quan niệm không có nghĩa là gì. Chúng có thể đẹp hay xấu, khôn hay dại, và bất cứ ai cũng có thể chấp nhận hay bác bỏ. Giáo lý mà người đã nghe, tuy vậy, không phải là quan niệm của ta, và mục đích của nó không phải là để giải thích vũ trụ cho những người khát khao hiểu biết. Mục đích của nó hoàn toàn khác biệt. Mục đích ấy là giải thoát khỏi khổ đau. Đó là những gì Cồ Đàm dạy, không gì khác hơn. À, xin Ngài đừng giận tôi, hỡi Đấng Giác Ngộ. Tôi không nói vậy để tranh biện với Ngài về danh từ.
Ngài rất hợp lý khi dạy rằng quan niệm không có nghĩa lý gì. Nhưng xin Ngài cho tôi được nói thêm một lời. Tôi không nghi ngờ rằng Ngài là Đức Phật, rằng Ngài đã đạt đến đích cao cả nhất mà nhiều người Bà La Môn và con trai họ đang nỗ lực để đạt đến. Ngài đã đạt được nhờ sự tìm kiếm của riêng Ngài và bằng đường đi của chính Ngài, bằng suy tư, bằng thiền quán, bằng hiểu biết và trí tuệ. Ngài bảo không học được gì từ những lời giảng dạy. Và kính bạch Đức Giác Ngộ, tôi nghĩ rằng không ai tìm được giải thoát qua những lời chỉ giáo. Hỡi Đấng Toàn Giác, Ngài không thể truyền cho ai bằng danh từ và giáo lý những gì đã đến với Ngài trong giờ Ngài giác ngộ. Lời chỉ giáo của Đấng Giác Ngộ bao hàm rất nhiều, dạy rất nhiều là phải sống như thế nào, là phải tránh điều ác như thế nào. Nhưng có một điều mà giáo lý sáng sủa và giá trị ấy không chứa đựng, đó là những gì huyền bí mà Đấng Giác Ngộ đã chứng nghiệm. Ngài độc nhất giữa trăm nghìn người khác. Chính vì vậy mà tôi phải đi con đường của tôi, không thể tìm thêm một lý thuyết tốt đẹp hơn, vì tôi biết không có. Nhưng để từ bỏ tất cả lý thuyết và thầy dạy để tự mình đạt đến đích hay chết, tôi sẽ luôn luôn nhớ lại hôm nay và giờ này, khi mắt tôi được chiêm ngưỡng một bậc thánh nhân, một Đấng Toàn Giác. Mắt của Đức Phật hạ thấp xuống, nét mặt khôn dò của Ngài diễn tả một niềm bình an thuần tịnh. Ngài chậm rãi nói: Ta mong người không lầm trong lối lập luận ấy, mong sao cho người đến đích. Nhưng hãy nói ta nghe, người đã thấy nhiều bậc thánh thiện tụ hợp quanh ta chưa? Những người đệ tử quy y theo giáo lý ấy, hỡi người Sa Môn từ xa đến, ngươi có nghĩ rằng tốt hơn họ nên hồi lại và trở về sự sống thế nhân với dục lạc? Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó, Tất Đạt kêu lên. Ước sao cho họ đi đến đích, mong sao cho họ đều theo lời Ngài chỉ dạy. Không phải việc của tôi để đi phê phán một cuộc đời khác. Tôi phải phê phán cho chính tôi. Tôi phải lựa chọn và gạt bỏ. Chúng tôi, những sa môn tìm kiếm sự giải thoát khỏi bản ngã, nếu tôi là một trong những đồ đệ của Ngài, tôi sợ rằng đó chỉ là bề mặt, rằng tôi sẽ tự dối mình là tôi đang bình an và đã giải thoát, trong khi thực ra cái ngã vẫn còn tiếp tục sống và tăng trưởng. Vì nó sẽ được biến vào trong những lời chỉ giáo của Ngài, trong sự quy y của tôi và lòng thương mến của tôi đối với Ngài và đoàn thể tăng chúng. Hơi mỉm cười, sắc diện vẫn sáng ngời hào quang, Đức Phật thân mật nhìn người khách lạ chăm chăm và Tất Đạt đoán rằng Ngài muốn từ giả chàng. Ngài nói: Hỡi Sa Môn, ông rất là khôn ngoan, ông biết ăn nói khôn khéo lắm, ông bạn à, nhưng hãy cẩn thận trước sự khôn ngoan quá mức. Đức Phật bỏ đi, và cái nhìn của Ngài, nụ cười của Ngài khắc sâu trong ký ức của Tất Đạt mãi mãi. Ta chưa hề thấy một người khi nhìn, khi mỉm cười, khi đi, khi đứng, khi ngồi như vậy. Tất Đạt tự nhủ: Ta cũng muốn nhìn, muốn cười, muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi như vậy. Tự tại làm sao, khả kính làm sao, vừa dè dặt, vừa trong sáng hồn nhiên, vừa huyền bí. Một người chỉ nhìn và bước đi như vậy được khi họ đã nhiếp phục được tự ngã. Ta cũng sẽ nhiếp phục được tự ngã. Ta đã thấy một người, chỉ một người thôi, mà trước người ấy ta phải cúi đầu. Tất Đạt thầm nghĩ: Ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước người nào nữa, không lời chỉ giáo nào khác sẽ quyến rũ ta được. Đức Phật đã cướp của ta, Ngài đã cướp của ta. Tuy nhiên, Ngài đã cho ta một giá trị khác cao hơn. Ngài đã cướp khỏi tay ta người bạn đã tin tưởng nơi ta, mà bây giờ tin theo Ngài. Người bạn ấy đã là cái bóng của ta, nhưng bây giờ là cái bóng của Cồ Đàm. Nhưng Ngài đã đem lại cho ta chính ta.